Chỉ nhìn thấy một con rắn bò trên đường thôi đã khiến nhiều người thất kinh hồn vía. Vậy mà thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu bạn đang đi dạo ngoài phố thì bỗng dưng bị một bầy rắn rơi lả tả xuống đầu rồi bỏ lúc nhúc trước mặt. Thật đáng sợ phải không nào? Vậy mà một cơn mưa với cơ may là rắn đã từng đổ xuống trên thế giới. Trận mưa đáng sợ này xảy ra vào tháng 1 năm 1877 tại Memphis, Mỹ. Hầu hết rắn rơi từ trên trời xuống dài khoảng nửa mét đã gây một phen kinh hồn bản vía cho cư dân trong vùng này. Những chiếc ô dù thật sự không giúp ích gì được nhiều cho việc chống lại hàng nghìn con rắn cạp niên dài ngoằng từ trên trời rơi xuống. Hầu hết, chúng vẫn đều còn sống. Khi điều tra về hiện tượng này, tạp chí Scientific American đã cân nhắc xem nơi nào mà nhiều loài rắn có thể tồn tại với số lượng dồi dào như vậy và cho rằng chúng có thể bị bão cuốn lên trên cao và bay qua bầu khí quyển. Dường như họ quên rằng Memphis hiếm khi có bão. Thực tế là không bao giờ, vậy những con rắn trên từ đâu rơi xuống vẫn còn là một bí ẩn cho tới ngày nay.